Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại vlog tiếp theo của tôi ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chế tạo một con diều sáo thực sự là khác lạ so với những con diều sáo mà tôi đã làm và cả kể là ở Việt Nam thôi các bạn. Thì ngay từ ban đầu đây, các bạn có thể nhìn thấy phía sau tôi đây là rất nhiều lan tre các bạn nhé. Rất nhiều lan tre luôn, và sự khác biệt nó là từ những cái chiếc lan tre này, chỗ đây của tôi là có 18 chiếc lan này để chỉ làm đuôi nha các bạn nhé. Đuôi là 18 chiếc lan tre, thực sự là rất nhiều các bạn ạ. Còn đây là vẫn là một thân cái. Đấy, một thân cái và hai thân lan cánh chính. Và đây nữa, đấy, đây là 20 thanh lan để làm đuôi các bạn ạ. Đấy, hôm nay tôi sẽ làm ra một con diều sáo thực sự là khác biệt. Và sự khác biệt của nó nằm ở phần đuôi nha các bạn nhé. Thực sự là tốn rất nhiều lan từ trước giờ mà tôi từng làm luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ bắt tay vào làm luôn. Và các bạn hãy ủng hộ kênh cho tôi nhé. Ủng hộ, ấn nút đăng ký để ủng hộ tôi thôi các bạn. Thực sự là rất là quý các bạn. Ok, bây giờ tôi sẽ bắt đầu vào việc làm ngay các bạn ạ.
đây các bạn nhé. Đây là con diều sáo mà thực sự là tốn nhiều khung tre nhất của mình và tốn rất nhiều công của mình luôn các bạn. Mình đã làm liên tục 4 ngày liền để tạo ra con diều này, thực sự là tốn rất nhiều công nhưng mà bù lại nó rất đẹp các bạn ạ. Nó quá đẹp luôn, đủ các loại màu sắc. Cái đuôi này các bạn nhìn thấy không, mỗi bên có 9 cái đuôi nhỏ đấy. Đây các bạn nhìn em, thực sự rất đẹp các bạn, màu sắc kết hợp với nhau thực sự quá đẹp luôn, rất là mệt, mất 4 hôm liền các bạn, tốn rất nhiều công và mình mới chỉ là mình mới vừa hoàn thiện thôi đấy các bạn, mình mới vừa sơn xong. Thì thực sự là video này rất là dài nên là mình sẽ để phần sau mình sẽ thả. Thì con diều là rất đẹp rồi nhưng bây giờ là nó cần có thể bay lên được các bạn, bay lên được mới gọi là diều các bạn nhá. Mình cũng không biết là nó có thể bay lên được không, tại vì cái phần đuôi nó rất là rộng, nó còn rộng hơn cả diều các bạn ạ. Diều chính này, đuôi này còn rộng hơn cả diều cơ, nhưng thực sự là đẹp đấy các bạn, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Nếu mà nó có thể bay lên được thì còn tuyệt vời nữa, thực sự là rất đẹp. Wow, quá đẹp luôn các bạn, mời các bạn chiêm ngưỡng. Wow, rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn nhìn cái đuôi của nó này. Đấy, mỗi bên có 9 đuôi nhỏ ghép lại thành 18 đuôi nha các bạn nhá. À, các bạn nhìn thấy trông như là giống như là con công xòe đuôi ra các bạn ạ. À, rất đẹp luôn. Phía trên là những mũi tên chỉ vào nhau tạo thành chữ X màu vàng rất lớn ở giữa. Thực sự là rất đẹp các bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn. Wow. Wow, rất đẹp. Mình kết thúc video đây thôi nhá. Các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh để mình có thể làm được những con diều đẹp hơn nữa, xuất sắc hơn nữa các bạn ạ. Ok, các bạn hãy ấn nút đăng ký nhá để ủng hộ kênh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.